Hôm nay, dàn pháo lễ đã có mặt tại khuôn viên Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để chuẩn bị tham gia lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dàn pháo lễ gồm 15 khẩu pháo 105mm với 70 cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 45 thuộc binh chủng Pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thân pháo và lá chắn được trang trí với hình quốc kỳ Việt Nam. Hiện công việc lắp đặt các khẩu pháo đã được hoàn tất. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 45, binh chủng pháo binh đang tích cực tập luyện để có màn bắn pháo lễ chào mừng hoành tráng. Chương trình chào mừng tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ bắt đầu bằng loạt pháo lễ. Đây là nội dung quan trọng trong đề án tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Điểm nhấn tại lễ kỷ niệm là sự tham gia của lực lượng pháo lễ và trực thăng của không quân. Xác định tầm quan trọng của hoạt động có ý nghĩa chính trị trong chương trình kỷ niệm, lực lượng cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 45 binh chủng pháo binh trong thời gian qua đã tích cực tập luyện từ đầu tháng 3 năm 2024 và tiếp tục tập luyện tại Điện Biên từ nay cho đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm.